Mời quý vị theo dõi tiếp chương trình thời sự và các tin tức đáng chú ý khác. Chiều nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Đà Nẵng Fujikin phối hợp với trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ khai trương Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Sản xuất Fujikin Đà Nẵng. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng Yakabe Yoshinori. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Sản xuất Fujikin Đà Nẵng là sự hợp tác giữa tập đoàn Fujikin Incorporated Nhật Bản và trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng, được khởi công vào tháng 10 năm 2021 tại khu công nghệ cao Đà Nẵng với tổng diện tích hơn 33.000 m2, tổng vốn đầu tư 35 triệu đô la Mỹ. Hai bên đã tiến hành ký kết các biên bản trong việc phối hợp nghiên cứu chung, tài trợ nghiên cứu tuyển dụng, chuyển giao công nghệ. Trung tâm hướng đến mục tiêu nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ thuật công nghệ, từ đó đầu tư sản xuất thương mại hóa sản phẩm trong các lĩnh vực thiết bị bay và các thiết bị không có người vận hành, thiết bị năng lượng hydro, thiết bị nano, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, nghiên cứu và phát triển các thế hệ robot. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam nhấn mạnh, đây là dự án đầu tiên đầu tư vào khu công nghệ cao Đà Nẵng, chuyên tập trung vào nghiên cứu và phát triển. Trong đó, trường Đại học Bách khoa là đối tác chiến lược phù hợp với ưu tiên của thành phố cho những dự án ít sử dụng tài nguyên thiên nhiên, thân thiện với môi trường và sử dụng nguồn chất lượng cao. Đồng thời khẳng định thành phố luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng một thành phố Đà Nẵng đáng làm việc và đáng đầu tư.